người. Ngày hôm nay thì NTT tiếp tục nói cái bài tiếp theo về Cule, một trong những cái loạt bài làm sao lên được CD30. Chết thì anh em mình rồi. Cái đơn giản nhất là chết nữa là mọi người về tầm gần tầm pin. Nhưng mà nếu pin nó xa vậy này, mọi người để cái tầm pin nó vẫn đang sống nha. Ví dụ bài đi chủ của mình và đi này mà dù xa như vậy đó, mình để tầm pin nhưng mà nó vẫn chạy về phía trước bởi vì nó còn cái lực quán tính đó. Và đến những trường hợp đó mình phải làm sao? Làm sao nó chết được? Vậy thì mình phải đặt dưới tâm bi nữa, thay vì mình đặt ngay tâm bi mình đặt ở dưới nữa đi để xem nó chết hay không. Các bạn người thấy là cũng không chết được, vậy nó lực quán tính nó lớn lắm, mình có đặt cái đáy thì nó bi chủ nó chạy tới đây. Áp dụng những cái trường hợp này là áp dụng vào đáy là cho những trái bi mà mình ném đá này, cu lê chìm. Nói chung là đây đi sang nó đi, làm sao nó chết đi. Mọi người bằng cơ này, không chết bây giờ mình nghiêng cơ luôn đi. Anh em mình nghiêng cơ nha, nghiêng cơ vào đáy luôn thì nó sẽ chết. Có mấy trái trong đó là mình trái kinh nghiệm làm nha mọi người. Bị chủ mình là bị cát quá xa, làm sao cu lê chết đi. Bằng cơ thì có thấp cỡ nào thì nó cũng đã sống à. Thì bây giờ mình phải nghiêng cơ và cũng cắm vào đáy. Thẳng rồi, thẳng ngắn mũi thôi, đừng có thẳng dài mũi quá, nó mới giúp mình chết được. Rồi, những cú mà cu lê mà sao ta? Ví dụ thôi nha mọi người, chứ bi này bởi trên bản lớn thì nó sẽ có những tình huống mình demo được những trái này. Đây thì nó chưa có chính xác lắm. Ví dụ vậy này, đây làm sao mình có thể là mình đánh một cái trái cu lê mà nó bị mình chết được. Thì y chang của đoạn mọi người nghiêng cơ nha, nghiêng cơ ngắn mũi, để ngắn thôi, để dài nó sống, để ngắn thôi, nghiêng cơ rồi cắm vào gần tâm bi này thì nó sẽ ra một trái cu lê chết bi. Đó là cái cách mình đánh chết bi. Chứ nếu mình đánh cu lê chết bi mà mình bằng cơ là rất khó ra. Vậy mình bằng cơ rất khó ra bởi vì lỡ mình đẩy dài cái là nó sẽ ra sống à. Nên mình phải nghiêng để đảm bảo là mũi mình phải đang ngắn. Nghiêng tâm mũi cơ vào tâm bi. Ok, đó là cái cách mà mình cu lê, và NTT sẽ gặp mọi người trong cái bài tiếp theo cũng liên quan về cu lê luôn.